Hello, chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Lại là mình đây. Anh em biết là đã có Coze mới chưa? Nhập ngay theo tôi nhá. Coze này là dành cho những em nào mà không muốn làm mà vẫn muốn có ăn đấy. Khá là ngon. Rồi ok, cùng xem cái Coze nó là được gì nhá. 5.000 tiền với cả hai cái vé máy bay. Ok cho anh em. Tiếp theo tôi sẽ chỉ anh em một cái chỗ câu auto treo câu cá, hầu như là không bị dính lỗi màu, lỗi bị giật cần và không bị một ai phá luôn anh em nhé. Anh em chạy ra chỗ sau cái cửa hàng câu này, đó có một cái ngách, anh em chạy ra đây cho tôi nhé. Anh em chạy cẩn thận không rớt. Vừa mới dứt mồm xong anh em ạ. Anh em đợi tí tôi chạy lại. Rồi lần này anh em phải chạy thật cẩn thận như tôi anh em nhé. Đừng có để rớt lần nữa nhé. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhé. Thôi đùa anh em đấy, anh em đứng ở đây anh em vẫn nhảy được lên bên trên nhá. Nên rớt anh em không cần phải lo. Nó chỉ có ở cái khoảng này đó là đứng được rồi anh em ạ. Anh em đừng có chạy xa quá nhá. Và sau khi đứng được ở đây anh em quay mặt hướng ra ngoài biển và bật auto lên và treo. Cảm biến thì anh em để nó vào bên trong cái bờ tường thì không bao giờ nó có thể bị lỗi ở cái màu sắc, trừ khi là hy hữu lắm thì cái đấy thì tôi cũng xin lỗi anh em. Còn ở đây cái màu sắc nó đã là cái màu cố định của cái bờ tường rồi, vừa bị tránh bị lỗi auto này, vừa không có một ai phá được anh em này, nhưng mà trừ khi nhiều người đến thì tôi đành chịu nhé. Và khi anh em treo thì một là anh em zoom nó to ra hết cỡ. Nếu zoom không được thì anh em quay ngược lại như tôi đây này, tránh khi anh em zoom xuống nước nó sẽ hiện lên cái bóng cá và nó sẽ tự giật cần. Thì anh em zoom nó vào cái bờ tường cho tôi này và zoom nó chéo chéo qua một bên nhé, để tránh khi có cái thông báo hiện chơi game hay là bị đói hay bị nào đấy vân vân, thì là nó không che vào cái dấu chấm than dẫn đến là cái cảm biến nhận nhầm anh em nhé. Rồi ok, chúc anh em thành công. Nếu thấy clip hay hãy để lại cho tôi một like, share và sub ủng hộ tôi những video sắp tới nhá. Bye bye.